cơm sáng ở trên biển của mấy anh em quá trời gùi rồi. Chung là bữa giờ về bờ rồi ghe đậu ở ngoài này gùi nó tấn công quá chừng nha cả nhà. Mâm tôm muni luộc nha. Với gỏi cá chích. Cá chích với gỏi cải. Cá kho. Rồi với dưa cải. Đó, cơm sáng ở trên biển nha, đơn giản vậy thôi nha. Dưới đây tí ơi. Thái ơi. Giờ vị trí. Giờ vị trí. Chung là trước khi ăn cơm anh em làm thủ tục cái đó. Khoan. Cái kéo ăn có cái bao à, thu bao bố. Cụ Nam với cụ Tí đấu với nhau vòng chung kết nha. Hay quá. Vậy Nam. Nói gì Nam? Thì ra là mất giật. Nước nước chấm thẳng thắn nha cả nhà. Rất tốt. Nói chung là hết rau sống rồi nha, còn bắp cải không à. Nên mình trộn gỏi nha cả nhà. Rất tốt luôn à. Bây giờ đi vô trong đánh răng rồi lên
trên nghỉ ngơi nha. Chung giờ này chắc cũng sớm mà chứ không có chảy đâu. Giờ này khoảng tầm 9 giờ mấy quá. Ok cả nhà. Em vô trong nha. Xà. Thấy ngon không? Wow. Thì ra là ngon. Đúng cá 12 giờ trưa hôm nay nha. Cù lết nha. Nhà xem nè. Cá ngựa khá là đẹp luôn. Nhà thấy có đẹp không? Cá màu cam nha. Đẹp là 6 ân ní chút xíu nữa đây. Đẹp cả tôi không cái nào. 6 ân ní nữa đây. Ní đẹp đẹp hơn. Ní đẹp hơn con hải mã luôn mà. Hải mã gai nha cả nhà. Các bạn. Chung giá này cũng có mực ống lại gai nha. Vì nó cho cá lạc cắn mình nghe nha cả nhà. Gãy đó phải không? Ừ. Gãy đó. Gãy đó. Gãy đó lựa cá với cái lạc cái xô xuống cho ông già vợ. Cái lùa cá lạc vô giò cho cắn. Ừ. Gãy không được. Nhỏ nha, không có bự nhiều nha. Mực nhỏ này thì vô mực khúc. Khúc ký cũng 85-90 ngàn ký cả nhà. Không. Mực ba lớn là bán 4 ký 80-90 ngàn rồi cả nhà biết. Mực này xẻ ra mấy kilo, 4-5 kilo mới vô được ký khô. Cái này cái loại này mà xẻ ra thì khoảng tầm 120 con mới được ký khô. Biết đây là cái gì không? Đây là cái trứng của cá nhám nè. Cá nhám nó đẻ ra cái trứng như thế này nè cả nhà. Rồi cái trứng này nó sẽ trôi tới chỗ này chỗ kia vậy đó. Chừng nào nó nở rồi thôi. Để vô quay vô cái nhà xem. Cái này có con ở trong không có gì nè. Đây đây đây, khui ra luôn nha xem nè. Nó nở rồi nhưng mà nó chưa có bung hết. Tiếp tiếp coi chú ba. Chú ba. Dạ. Tiếp tiếp bên bên coi. Xé ra coi chú ba. Nè, cái nhám con nằm trong rồi thấy không? Sống luôn trời. Sống luôn cả nhà. Sống luôn cả nhà, thả nó cả nhà ơi. Đó. Nhai luôn à, sống luôn cả nhà ơi. Mình nó chanh ăn được á. Nó chanh ăn được rồi mà có mình cũng có thể ăn sống được mà. Trời ơi trời ơi. Chú ba hồn quá. Giờ lựa mực ra giết lựa tư bán nha. Ở trên thì cối không mà không được như dưới này. Cá cá phèn thằng trọng em nha cái nhà. Vợ mới đi nước ngoài 3 năm. Nó mới đi ghe mới có 2 tháng mấy gần 3 tháng vợ ở nhà đi nước ngoài rồi. 3 năm có về không chồng? Về chứ. Hả? Về chứ. Rồi có đợi không? Có gì làm đợi chứ. Đâu phải chứ đó thôi. Dạ. Về cưng có đợi không nè? Có gì làm đợi giúp gì. Dạ. Kỳ vậy? Đi hơi đợi không? Có gì làm kiếm tiền là được rồi. À. Sống mưu sinh nha. Ba năm sao nhớ sao chị nổi nha chồng? Bình thường không? Dạ bình thường không à. Lựa mực mà ngồi ghế vậy nè cả nhà thấy không? Thấy có ai mà lựa cá mà ngồi ghế vậy không? Ủa này lựa mực mà. Đó. Lựa mực ngồi ghế nè. Nãy giờ xe mực không có mực để xẻ luôn. Ta nói chung ở đây ta mực ngồi ngồi ghế. Dạ không hả? Chết. Kết xong như thế nhà 70 kết cá
phèn với cá sô nhỏ là nhiều nha. Chung cá này kia mười mấy ngàn à, sô nhỏ kia 8-9 ngàn à, nói chung là rất là rẻ luôn. Nãy được mấy kích mực và muối rồi nha, với cỡ một bội mực nang vậy á, khá đặc thù. Đây làm xong ăn cơm chiều của mấy anh em nha cả nhà. Này mì chiều, mì chiều chứ không phải là cơm chiều nha. Mì thập cẩm đủ loại hải sản nha cả nhà. Cá mực tôm tích sao đẹp có đủ. Đây, chiều nay ăn cơm với cá phèn kho tiêu nha. Với canh chua nha. Ủa cái chanh cả. Làm miếng cái chanh đâu hay là. Hầu nhiên ăn hết rồi cả nhà, ăn được cái lượng bụng luôn ha. Đúng rồi, phải này, cũng nhờ. Dù ngoài nói ngu chịu chứ, hầu nhiên phải ăn lượng bụng mà, cái trời anh ăn lượng bụng không à. Xong nè. Mày cái dùm với hồi cũng bới cơm vô chẳng ăn gì. Nãy giờ chuyển nè, hay em chuyển luôn. Chuyển dùm chứ. Hai ba. Cái vậy ba ăn mà. Quay quay. Xíu đi rồi. Hai ba. Quay ba. Quay. Quay kéo vô bao luôn mà. Nè. Nè. Hai. Hay quá. Gà tre đá với con gà siêu thịt nha. Gà tre đá với gà siêu thịt. Nè. Thì ra là anh ấy. Chú bự ra. Chú bự lại gai tô cơm với mấy gia sĩ. Dạ sĩ đế. Cho dễ ngủ. Đây, một cái thái canh chua chú bự. Viết cho cô Năm rửa chén ngủ ngơi nữa cả nhà, để không ngồi nó chưa hết ngày la nữa à. Để tối nay còn bữa tối nữa mới đủ ngày. Dễ mà giờ tối có cái nổi mới chén à. Chung là anh cũng buồn nha. Thôi ăn cả nhà. Mình đó. Con mì mới. Cơm nước xong giờ lên trên ổ rồi cả nhà. Cô Năm bệnh nó giờ cả nhà rất mệt nữa. Rồi. Thấy chiều nay thấy có thằng bỏ giả nè cả nhà. Bệnh rồi. Thấy cái này nó lắm bền là hiểu rồi đó. Mệt trong mình quá. Chiều nay mày mà nằm một cái ha, tao lên tao lấy nước lường tao tạt mày. Hay là rửa chén quá nó sợ gì chứ. Bộ người ta muốn bỏ giả lắm về tại tao mệt trong mình. Đây tao ra tao khám mày. Thôi. Nè. Ôi không có nóng nha. Ừ, tao thấy bình thường nha. Thấy bình thường. Chiều nay mà nằm một cái ha, tao lấy nước lường tao tạt. Mệt trong mình chết. Trời ơi, mệt trong mình. Này còn có phim nữa mở cho mình nè. Từ tao ngủ phải hết mày ngủ lần 3-4 lần. Trời, mở cho mình là tao lên tao ngủ liền, cầm điện thoại coi phim mở cho mình. Chiều nay thấy cảnh với tao. Ủa người ta mệt quá. Chiều nay bóp kèn mà không xuống ha. Rồi. Người ta mệt quá tao làm mệt ngủ. Ở trần mà đắp mền cái nhà thấy không? Hay nào ở trần đắp mền không? Cháo chưa khô. Thôi. Cháo còn ăn bài. Nó nghe đâu. Thôi ở trần mà đắp mền nó mệt cho mình. Rất tốt. Mệt trong mình, nó mệt trong mình. Mệt trong mình. Mệt trong mình. Mệt trong mình. Tính sao giờ? Bỏ giả nữa chứ sao? Ừ. Thôi nhà ơi. Lên làm nằm nghỉ ngơi 7 giờ chiều, 7 giờ tối mình tiếp tục công việc nha các nhà. Giờ này cũng 3 giờ rồi. Ngủ được cũng 3 tiếng ngoài. Ừ.
quá mực rồi. Bây giờ em sẽ bay vô em sổ lục. Sẽ đứng ở đây thì nó sẽ chảy xuống. Cá không vậy? Con rẹ, cá nhám, cá phèn đỏ. Nha cả nhà, ghe mình gọng sống mình bán kiếm tiền. Cá nhám uno luôn nè. Trời ơi nó mạnh quá trời mạnh rồi. Quá mạnh. Đây có con cá đuối điện nha cả nhà. Cá đuối này là biết sao kêu cá đuối điện không? Mình đụng vô là giật nha. Đụng vô chỗ cơ giật cho. Cái đuối điện nè. Làm gì? Lật lên. Nó có giật không? Không em ơi. Không á, hồi bữa kia em để cái len lên nó cũng giật. Cái đuối điện như thế nhà. Cá này thịt nó thì cũng như là ba cái nước sứa vậy đó. Bỏ gà kìa. Thịt nó bỏ gà kìa. Chung giữa tối này quá trời các phèn này. Bắt mấy cái nhám nhỏ mình phóng sinh về biển mốt cho nó bự lên bắt tiếp cả nhà. Nhiều lắm nè, này cá nhám nè. Khi nó bự lên nó sẽ ăn điện nè. Quá lửa nè. Móc kìa. Cá này là hình như nó mới nở được mấy ngày nó cũng bị bắt luôn nha cả nhà. À, nhìn nó rất là cute và dễ thương. Sống. Tại nó hết điện rồi, chích nãy giờ chích mấy cá kia hết điện rồi. Ê, lấy cái đó sạc cái lo được đó. Nhìn này không biết có mực mỏ gì không ơi. Thấy toàn là cá không ơi. Bỏ luôn. Cúm nha nha. Coi là cúm nha. Bố cầu ai đây, tới rồi, tới vị trí rồi. Mới bố cầu bay xong nha cả nhà, tới chữ A rồi. Bây giờ mình chịu lại cho chiếc tàu lực lại lấy chữ A rồi mình hai chiếc kéo cầu. Cầm cái đèn để gọi nha, gọi coi cái chuyện phao nó ra chưa nha. Nào nó ra thì kêu tàu lực lại lấy. Ga yeah, nó bị xe quá xe nè. Xe dừng phao mình phải quay lại. Niên cái nhà. Niên lên lên nằm ngủ này cả nhà. Ui. Fan ơi. Fan. Xin như lửa cá bên ơi. Ui. Fan. Như lửa cá nào. Đi về lửa cá ơi. Làm gì? Ơi. Ơi. Bên ơi.
hai kết mực khúc, hai kết này tầm 40 kg nha cả nhà, ký 85 ngàn, dài ký mực thước, thước hiện ký 205. Lao nha, lao cũng tầm 10 kg không tới, ký 130. Cái này nha, biến rồi, chỉ có một trứng nha, chơi một trứng, thêm một trứng, ngang, ngang được nhiêu nha nghe nhà, mười mấy ký thôi nha, không được nhiều, mười mấy 20 kg vậy, cái xô nè, không được 10 kết nữa, được chục kết, đây, 3, 6, 8, 10, dưới trên đây đang lựa nữa nha. Ờ, chú ba ăn mì luôn. Mì chú ba lấy gai à? Thì ra là chú ba lấy gai. Quá rồi. Cái sườn ngọ này bắt cái này là chú Tuấn là ông mua là banh luôn. Quá nhỏ rồi. Có chuyện thiệt đấy không? Ừ.
chỉ miếng cá muối dội vậy. Chỉ cá chiên tư mà không có gì chứ mà ăn gì. Đó là ăn của anh nha. Nam ăn gỗ. Thôi cơm ở nhà. Cơm xong chán miệng thêm hải sản luộc nữa kìa. Ăn gì nè. Ăn gì ơi. Đồ đẹp với ghẹ tôm tích rồi tôm ni rồi luôn nha nha. Mắc đau hả? Thì cái là mắc đau. Nhìn cái chanh nào mà cái vỏ ngoài mà nó xám xám á là rồi hiểu rồi đó. Đặng không vừa bóp ít ý là nó bị héo á. Nó bị héo á, nó nắng ở trong á. Xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.